Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video ngày hôm nay. Thì nhân cái ngày mà cách ly xã hội cũng gần một tháng thì mình tranh thủ mình làm thêm 4 cái chuồng AV nữa, bên hông cái trại chim của mình. Đây mình làm thêm 4 cái chuồng AV nữa để mình thả chim vô nuôi cho nó vui. Thì bây giờ cũng được một tháng rồi, mình cũng làm xong được cái chuồng AV của mình. Đây là hình ảnh của 4 cái chuồng AV của mình. Bây giờ thì nó đã xong cái giai đoạn chuẩn bị hết trơn rồi, thì hôm nay cũng gần được một tháng thì mình sẽ thả chim vô cho nó bay trong đây để test thử cái AV mới của mình nó như thế nào, coi nó có ok không. Thì cái hướng bên này là gió với lại nắng buổi sáng nó sẽ chiếu vô, nên con chim nó sẽ đứng ở mấy cái chỗ này, nó cây này nó tắm nắng. Còn cái kê mình để dưới đây, đây là một ít chim mình chuẩn bị để mình thả vô lồng AV mới của mình. Thì mình cũng còn thêm một ít trong đó nữa để mình bò thả từ từ vô. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ thả chim cho nó bay vòng vòng đây nha các bạn. Đây là lồng thứ hai. Rồi để mình vô bắt lòng rồi thứ ba. Thứ ba mình còn như vậy thôi. Okay. Dành tháng này được như đây. Giờ còn 3 cái AV trống, kiếm thêm mấy loại vẹt nào đó mình thả vô chim nữa, thả vô cho vui. Vậy có AV mà không có chim.
Đây bây giờ mình cho các bạn xem bài thoải mái luôn. Chuồng này chắc cũng chứa được 200 con hơn chứ không ít được. Chị này ngang 2 dài 4. Ba cái lồng của mình tính ra coi vẫn còn thiếu, chưa đủ. Như đây chưa đủ đô, chuồng này vẫn còn rộng chán, không phải để dành thêm. Đây chuồng, đây mình nuôi sinh sản trong đây. Giờ còn tới 3 cái lồng AV rồi, chắc kiếm thêm mấy con lớp bớt, cóc cách teo rồi mình thả vô cho nó vui. Thôi rồi, video đến đây cũng dài. Thì mình cho các bạn xem được cái chuồng AV mình mới làm, mình thả chim vô mình nuôi. Rồi thì mình thả xong rồi thì bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.